Chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Hôm nay chúng ta có một buổi hẹn về cái lịch trình livestream hàng tuần của em. Thì những cái tuần vừa qua thì em, Hiệu và chị Hiền cũng đã gửi đến các anh chị nhà đầu tư các thông tin về chương trình đầu tư của Canada. Tuy nhiên thì tại chính ngày tuần này, cuối tuần này ngày 26 tháng 10, em sẽ có một cái buổi workshop tại văn phòng của em về chương trình đầu tư của Úc. Nên cái buổi livestream ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung về chương trình của đầu tư Úc. Thì để có thể giúp anh chị nhà đầu tư có thể có được một cái hình dung chung về cái chương trình đầu tư Úc như thế nào, thì hai chị em chúng ta ngày hôm nay sẽ giúp các anh chị có được những cái nhìn cơ bản về chương trình. Rồi các anh chị có thể có những cái câu hỏi nào về chuyên sâu, về hồ sơ hay là về chương trình chi tiết ấy, thì các anh chị có thể note ra ngoài giấy và chúng ta có thể trao đổi trực tiếp với lại tại buổi workshop của em. Sẽ có sự có mặt của chị Hiền là chuyên viên xử lý hồ sơ, và đặc biệt là có sự góp mặt của luật sư Nguyễn Việt Trinh là chuyên viên pháp chế của em tại Việt Nam, sẽ giúp anh chị trả lời một cách chính xác và cụ thể về cái chương trình hồ sơ của mình như thế nào, về có tính khả thi của hồ sơ ra sao và những cái bước tiếp theo để mình có thể tham dự cái chương trình đầu tư như thế nào. Dạ, thì bắt đầu ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chương trình đầu tư của Úc ấy. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái cập nhật mới nhất của chương trình đầu tư Úc. Thì hiện tại là có cái điểm nào mà có sự thay đổi hay là có sự cập nhật nào mới không chị Hiền hả? Hiền cũng rất là vui khi được quay lại chương trình và tiếp tục chia sẻ cùng với các anh chị và các nhà đầu tư của mình. Thì trước giờ cái cập nhật mới nhất Hiền cũng đã từng trao đổi từ trước, đó là chỉ có bang Victoria có sự thay đổi về thang điểm là của chương trình 188A. Là mình sẽ phải lấy từ điểm 80 trở lên chứ không còn là 65 nữa. Và 188B tại Victoria thì yêu cầu là ngoài 1,5 triệu mình đầu tư vào trái phiếu chính phủ thì mình sẽ phải chuyển thêm 500.000 để vào tài khoản của mình ở bên Úc. Thì cái thời gian chuyển tiền đó sẽ dao động từ 1 đến 3 năm sau cái khung thời gian mà mình đã có visa và mình qua bên đó mình sinh sống tại Úc rồi. Còn lại thì những cái bang khác á, thì vẫn chưa có cập nhật gì mới, hoặc là chưa có những cái luật định hay là thêm một cái thông tin gì. Nếu như mà có bất cứ một cái thông tin nào thì em sẽ tiếp tục cung cấp và chia sẻ cùng với các anh chị. Sáng tiện chị Hiền vừa mới nhắc đến bang Victoria thì tại các cái hộp thư inbox của em có nhận được thông tin của một khách hàng đang hỏi về diện visa 132. Chị hỏi là đối với diện visa 132 thì cái ngành nghề đầu tư có cần thiết phải liên quan đến ngành nghề mà đang hoạt động tại Việt Nam hay không? Và điều này có phải là yêu cầu bắt buộc của chính phủ hay không? Chị Hiền có thể giúp khán giả của em có thể trả lời câu hỏi này được không ạ? Thật ra thì đối với chương trình 132 á, thì bên AMS luôn có những cái chuyến khảo sát. Tất nhiên là đầu tiên là khách hàng sẽ đến văn phòng để mà được các chuyên viên cũng như là luật sư tại AMS tư vấn trước. Đồng thời để nghiên cứu về những cái dự án ở bên Victoria như thế nào thì mình sẽ làm một cái chuyến khảo sát tại bang Victoria. Tại đây thì mình sẽ có một cái buổi gặp với đại diện chính phủ và bên chính phủ sẽ đưa ra những cái lời tư vấn thêm cho các anh chị nhà đầu tư của mình được hiểu kỹ hơn về chương trình cũng như là những yêu cầu nào mà họ yêu cầu khi mà mình đầu tư cái số tiền của mình vào những cái dự án. Thì thật ra là nếu như những cái anh chị ở nhà đầu tư đang có những cái lợi thế mạnh về cái chương trình cũng như là về cái ngành nghề của mình thì khi mình qua mình đầu tư đúng vào ngành nghề đó thì đó là một cái điểm lợi thế. Tuy nhiên nó không hẳn là một cái yêu cầu bắt buộc. Tại vì thật sự là ở AMS hiện giờ tính từ Hà Nội và Hồ Chí Minh mình đang thụ lý rất là nhiều cái hồ sơ liên quan đến một chương trình 132 và đa số là khách hàng đầu tư vào Perth với dự án bất động sản hoặc là đầu tư vào Victoria về dự án nông trại bò sữa. Thì đây là những cái dự án góp phần hỗ trợ và giúp đỡ anh chị mình có thể đạt được cái yêu cầu và điều kiện để có được visa 132, đó là visa trực tiếp lên thẳng thường trú nhân. Ngoài ra thì đối với việc đầu tư của Úc ấy, thì em có nắm được là mình đang có những cái chương trình đầu tư cơ bản như là 188A là việc đầu tư doanh nghiệp, 188B là việc đầu tư trái phiếu chính phủ, 188C là việc đầu tư vào những cái hạng mục trọng yếu của chính phủ, 132 là diện lên thẳng thường trú nhân và là diện doanh nhân đổi mới, là một cái sự nâng cấp
của đối với 1882 đúng không chị? Thì ngoài 4 diện visa này ra thì mình có những cái diện đầu tư nào đối với lại đầu tư của Úc hay không chị hả? Thật ra là những cái diện như là 188 như là Hiệu chia sẻ là có dạng A, B, C hay là 132 thì đây là những cái dạng mà thông dụng nhất và khách hàng của mình dễ dàng đạt được những cái tiêu chí. Tuy nhiên là mình còn có những cái dạng như là 188D thì cái dạng này thì cái mức đầu tư khá là cao, đến 15 triệu đô Úc. Và một dạng nữa là 188E thì cái dạng 188E thì cái điều kiện là cái kế hoạch kinh doanh của mình phải thật sự sáng tạo và được chính phủ của bang họ hỗ trợ, có nghĩa họ chấp nhận cái kế hoạch này và đầu tư vào cái kế hoạch này. Nên là mỗi một chương trình thì mình sẽ phải căn cứ vào những cái điều kiện mà các nhà đầu tư của mình có thể đáp ứng được, đạt được và dễ dàng cho họ để mà có được tạm trú và lên thường trú nhân. Nhân tiện đây thì cho em hỏi là với cái kinh nghiệm mà chị Hiền đã xử lý hồ sơ trong cái ngành di trú này á, mình chuyên về cái diện đầu tư thì theo chị Hiền đánh giá thì ở thị trường Việt Nam mình thì cái diện đầu tư nào là diện đầu tư được các nhà anh chị nhà đầu tư Việt Nam mình chọn nhiều nhất và phù hợp với lại đại đa số cái thị phần Việt Nam mình ạ? Những năm gần đây thì như chị thấy rằng là visa 132 có nghĩa là diện đầu tư đổi mới và lên thẳng thường trú nhân đang được rất nhiều các anh chị và nhà đầu tư mình quan tâm. Và như hiện tại chị có chia sẻ là ở Hà Nội và Hồ Chí Minh mình đang thụ lý khá nhiều hồ sơ về chương trình 132 và đa số đều tập trung ở bang Victoria và bang Perth vì mình có những cái đối tác hợp tác rất là uy tín và những như cái những dự án của mình có thể là hỗ trợ được các anh chị đó đạt được cái yêu cầu của bộ di trú. Ngoài ra một cái thị phần nữa mà một cái dạng visa mà chị thấy rằng là các khách hàng cũng rất là quan tâm và lựa chọn đó là 188A, bởi vì cái việc đầu tư cái số tiền đầu tư thì nó hợp lý, nó không là quá nhiều. Chẳng hạn như là cái tổng tài sản mình phải mang qua Úc sau khi mình có visa là 800.000 đô. Tuy nhiên mình chỉ cần đầu tư khoảng 200 đến 400 vào một cái ngành nghề hoặc là một cái dự án nào đó mà mình tự mở ra hoặc kết hợp với đối tác của AMS để giữ quyền thương hiệu, thì đây là những cái mà khách hàng của mình hiện giờ đang làm và mình đang có rất là nhiều hồ sơ là nộp đi từ trước đến giờ. Cảm ơn những chia sẻ của chị Hiền. Thì để em tóm lại về những gì mà chị Hiền vừa chia sẻ cho các anh chị nhà đầu tư, thì hiện tại đối với lại chương trình đầu tư của Úc thì không có quá nhiều cái sự thay đổi, thì vẫn là có những cái diện cơ bản như 188A là đầu tư doanh nghiệp, 188B là đầu tư trái phiếu chính phủ, 188C là đầu tư những hạng mục đột trọng yếu, 132 là diện đầu tư tài năng, và ngoài ra thì sẽ có những cái diện như 188D, 188E. Tuy nhiên thì phân khúc nó không quá nhiều cho cái thị trường Việt Nam của mình. Và để mà tại vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên là các anh chị nhà đầu tư có thể là có những câu hỏi nào thì có thể gửi inbox trực tiếp cho fanpage của em trên Facebook hoặc là liên hệ trực tiếp hotline 0888884567 để có thể được các bạn chuyên viên hỗ trợ tư vấn một cách tổng quát nhất. Và quan trọng nhất vẫn là cái buổi workshop của chúng ta ngày 26 tháng 7 thì sẽ có sự tư vấn và thăm hỗ trợ trực tiếp từ chị Hiền là chuyên viên xử lý hồ sơ và luật sư Nguyễn Vệ Trinh là chuyên viên pháp chế của AMS tại Việt Nam, sẽ hỗ trợ các anh chị tốt nhất, một cách chi tiết nhất và cụ thể nhất về chương trình cũng như là hồ sơ của mình như thế nào đối với lại chương trình đầu tư. Thì rất là mong sẽ được gặp các anh chị tại buổi workshop của AMS ngày 26 tháng 7, ngày 26 tháng 10 và thứ bảy tuần này. Và các anh chị nào mà để có em có thể hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất thì các anh chị có thể liên hệ với lại em thông qua đường dây nóng 0888884567 để có thể book lịch trước và để em có thể có một sự sắp xếp và hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất. Ngoài ra thì các anh chị nào có những câu hỏi hay là thắc mắc nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em thông qua đường dây nóng và website cũng như là fanpage của em để có thể là hỗ trợ anh chị trước cái ngày mà sẽ diễn ra một workshop để chúng ta có được một cái kết quả tốt nhất cho cái chương trình cũng như hồ sơ của mình. Và thời lượng chúng ta cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Cảm ơn những chia sẻ của chị Hiền và rất vui các anh chị đã theo dõi và cập nhật những thông tin cùng với Hiệu và chị Hiền ngày hôm nay. Rất mong là được gặp lại các anh chị vào thứ 7 tuần này. Thứ 7 tuần này và thứ 5 tuần sau. Cho chương trình livestream tiếp theo. Vâng. Và hứa hẹn là anh sẽ cung cấp cho các anh chị những thông tin cập nhật mới nhất
Yeah. Không những về chương trình Úc mà về chương trình Canada, Mỹ hay là bất cứ một cái dạng đầu tư ở những nước châu Âu, yeah, và Caribe, đúng không? Mình rất là nhiều chương trình. Thì các anh chị nào có ý định đầu tư, định cư ở một cái nước khác thì luôn luôn có thể em sẽ lựa chọn tốt nhất cho các anh chị, và em luôn cam kết là hỗ trợ các anh chị một cách tốt nhất. Và chúc xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các anh chị.